Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ nói về làm sao để một ITBA bắt đầu một cái dự án. Đầu tiên, để bắt đầu một dự án, chúng ta phải coi qua coi một ITBA người ta sẽ làm gì trong một cái dự án. Trong một quá trình quản trị dự án, một cái life cycle thì chúng ta có các cái giai đoạn. Đầu tiên là idea, lên ý tưởng. Thứ hai là thu thập thông tin, thu thập yêu cầu từ các bên liên quan. Sau khi có yêu cầu rồi, chúng ta sẽ mang về phân tích, chúng ta sẽ thiết kế lên cái sản phẩm. Sản phẩm có rồi thì chúng ta sẽ dev, tức là chúng ta phát triển, chúng ta coding. Rồi sau đó có code rồi, có sản phẩm đầu ra rồi, chúng ta sẽ test. Test xong rồi chúng ta sẽ triển khai triển khai và chúng ta sẽ có không maintenance thì không maintenance này có thể là những cái liên quan tới update liên quan tới hỗ trợ và cũng như là ở Code maintenance này chúng ta sẽ có những cái feedback những cái comment từ phía khách hàng và sau đó chúng ta dựa vào những cái thông tin thu thập từ tế phần mềm chúng ta dựa vào những cái feedback về sản phẩm dịch vụ chúng ta dựa vào những cái comment của khách hàng để chúng ta có những cái phát triển những cái ý tưởng mới những cái về điều chỉnh sản phẩm thì từ đó chúng ta lại quay lại một cái cycle trong nguyên một cái life cycle này, BA sẽ có ở mọi lúc mọi nơi để mà có thể hoàn thành cái dự án. Nói về phương thức quản lý dự án, chúng ta có rất nhiều phương thức, ví dụ như là phương thức waterfall, phương thức prototype, phương thức spiral, phương thức incremental, phương thức theo agile và có rất nhiều phương thức khác. Mình sẽ nói nhiều hơn về các cái phương thức khá là thông dụng đó là waterfall và agile. Waterfall có nghĩa là thác nước. Tất cả mọi cái công việc nó như dòng thác vậy các bạn từ trên xuống dưới. Waterfall đòi hỏi một cái sự liên tục phát triển từ đầu, bắt đầu từ thu thập thông tin, phân tích requirement, sau đó thiết kế, sau đó triển khai, sau đó test, sau đó deployment. Tất cả mọi thứ nó đều phải thực hiện từ trên xuống dưới. Muốn cái dưới nó có bước tiếp theo có tiếp tục thì phải hoàn thành cái bước phía trước. Thì Waterfall nó có một cái sự cứng nhắc, còn Agile thì nó sẽ liên tục liên tục tạo nên những cái release. Chúng ta sẽ liên tục, liên tục phân tích, liên tục, liên tục phân tích và thay đổi. Thì trong quá trình thực tế, người ta sử dụng phương thức nào, uh, Waterfall hay Agile gì cũng được. Nhưng mà bây giờ Agile nó sẽ nhiều hơn tại vì nó cho phép cái sự linh hoạt trong quá trình chúng ta làm phần mềm cũng như là nó đáp ứng được những cái thay đổi liên tục, liên tục về mặt yêu cầu. Ngoài ra thì những cái release, những cái phát triển nó sẽ được liên tục, liên tục đưa ra. Nó không có phải chờ đến hết nguyên một cái quá trình để mà theo dõi một cái sản phẩm cuối cùng. Trong Android thì chúng ta sẽ có mô hình framework Scrum. Thì Scrum là một cái mô hình khá là thông dụng trong môi trường phát triển phần mềm của OutSource. Trong môi trường phát triển phần mềm Product thì ít dùng Scrum lắm, tại vì nó không có phù hợp. Còn trong môi trường OutSource thì người ta dùng Scrum rất là nhiều. Thì trong Scrum chúng ta có ba thành phần chính, đó là Product Owner, đó là Scrum Master và The Team. Product Owner đây là một cái vô vai trò tương tự như là BA thì bản chất Product Owner cũng là BA thôi chứ không phải tương tự gì thì Product Owner là cái người mang tính là người ta sẽ thu thập thông tin từ phía khách hàng thu thập thông tin từ phía thị trường đưa ra những cái đầu mục công việc đưa ra những cái tính năng chức năng đưa ra những cái mong muốn những cái user story thì ở trong mô hình Scrum này ba cái thành phần này nó không có ai là sếp ai là lính hết tất cả mọi người đều ngang hàng nhau đều công bằng như nhau đều có cái vai trò quan trọng như nhau đây cũng là tinh thần của AI thôi không hề có thấp không hề có thứ bậc không hề có lớn nhỏ tất cả đều có tầm quan trọng của mình có vai trò của mình để hoàn thành một dự án công việc của mọi một đất owner người ta sẽ đưa ra những cái đầu một công việc liên quan tới tính năng chức năng liên quan tới thỏa mãn những cái user story của người dùng liên quan tới các cái công việc khác nữa thì tất cả những cái đầu một công việc đó người ta sẽ gọi là backlog, product backlog. Product backlog nó là một đơn vị tính công việc trong Scrum. Thì product backlog nó sẽ được công việc được đại diện bởi backlog, backlog được gọi là coi co, là các công việc thôi. Và vai trò của rất owner sau khi làm backlog xong thì phải lập thứ tự ưu tiên để mà lên lịch làm việc. Thứ hai là bạn the team the team là những người những cái cấu thành những cái cấu phần để hoàn thành một cái dự án ví dụ như là ba ví dụ như là dev ví dụ như là qc ví dụ như là ui web vân vân tất cả những cái đội dự án scrum thì hiểu giống như là một cái quản gia hiểu một cách đơn giản scrum là một quản gia chuyên gia đi kiểm tra giám sát coi là một the team có lộ về việc ok hay không triển khai backlog cho the team đưa ra những cái hướng dẫn những cái kiểm tra những cái cuộc meeting nên the Scrum là những người run những cuộc meeting những cái Scrum event ví dụ như là daily Scrum những cuộc meeting Scrum hàng ngày Spring review sau khi kết thúc một Spring thì Spring là cái gì Spring là một đơn vị tính thời gian trong Scrum mỗi Spring có thể là một tuần hoặc tối đa là bốn tuần nó chia thời gian thôi thì một Spring nó sẽ có Spring Planning Meeting Tức là trước khi mà làm dự án thì người ta phải căn cứ vào danh sách các backlog, căn cứ vào thời gian thực tế, căn cứ vào cách định nghĩa spring vân vân để người ta đưa ra những đầu một công việc, phân bổ công việc cho từng cái spring. Spring review là sau hết khi hết một spring thì sẽ có một như một buổi họp để mà coi coi làm ok hay không, có bị lỗi gì hay không, có bị chậm, bị sớm gì hay không. Finish work là thành quả cuối cùng và cuối cùng là spring retrospective tức là sau khi hoàn thành finish work rồi thì nguyên một cái team scrum này sẽ ngồi lại để mà nhìn lại toàn bộ dự án coi có vấn đề gì không, có bài học gì rút ra. Thì các bạn thấy mọi cái mô hình Scrum nó được vận hành rất là linh hoạt, rất là rõ ràng công việc và rõ ràng release. Và đây là một cái môi trường khá là năng động và dễ dàng thích nghi với sự thay đổi. Từ đó các bạn thấy mô hình Scrum rất là phù hợp cho mô hình ao suột. Còn product thì thật sự mô hình Scrum không phù hợp tại vì mô hình đồ đất đòi hỏi cái sự planning rất là chặt chẽ, rất là kỹ càng. Cho nên môi trường đồ đất thường người ta sẽ áp dụng planning bằng waterfall. Rồi sau đó người ta sẽ phát triển dự án release bằng những cái nguyên tắc của Agile. Rồi trong quá trình làm dự án chúng ta cần một số cái yếu tố cần lưu ý ha. Cái việc đầu tiên là cái hiệu quả đầu ra quan trọng hơn cái phương pháp nào. Các bạn đừng quan trọng là phải hiểu Agile, hiểu Scrum, hiểu gì không. Thứ nhất các bạn đã hiểu chúng ta là IBA chứ chúng ta không phải là Role Project Manager. Cho nên là chúng ta đừng quan tâm là phải sử dụng mô hình nào phải thực hiện mô hình nào làm như thế nào chia phân bổ nguồn lực chi phí ra sao đó không phải là việc của chúng ta và thực sự khi mà vào dự án mặc dù thời gian đầu landing nghe yeah, ghê gớm lắm nhưng mà vào dự án rồi thì cứ chạy chẳng cần quan tâm là dự mô hình gì hết á cứ chạy cho xong thôi có chuyện gì thì xử lý thôi chứ thật sự từ trên xuống dưới chẳng ai quan tâm là dùng mô hình gì hết đó cho nên là các bạn trẻ các bạn đừng có thấy mô hình này kia đòi học đòi ấy này kia không các bạn đừng quan tâm thứ nhất các bạn còn trẻ các bạn còn mới các bạn là fresh junior thì các bạn lo làm việc của các bạn đi hoàn thành cho xong đi rồi từ từ trong quá trình làm các bạn phát triển cái thứ hai nữa là thực sự vào trong làm rồi các bạn lo hoàn thành công việc chứ và bản thân từ trên xuống dưới cả team dự án cuối cùng chỉ quan tâm là hoàn thành công việc thôi chứ chẳng ai quan tâm là mô hình gì sắp xếp gì hết đó không ai quan tâm hết đó Waterfall, Agile hay Scrum đều không quan trọng. Tất cả mọi thứ đều vận hành cùng một kiểu. Đó là có việc thì làm, làm cho xong dự án kết thúc. Rồi, thứ hai nữa là mình cũng chia sẻ thêm một số lý do mà vì sao mô hình Agile Scrum đôi khi nó sẽ có sự thất bại. Cái việc đầu tiên là ở Việt Nam hoặc là ở trên thế giới thôi. Cái việc đầu tiên đó là cái bản ngã của con người. Ai cũng muốn mình là manager, ai cũng muốn mình là leader. Dẫn tới là nó không công bằng. Cái thứ hai, là trong quá trình làm việc hay có kiểu giấu nghề hay có kiểu im im rồi cuối cùng chơi nhau cái thứ ba là co planning co planning khâu lên kế hoạch đó cứ cố cứ làm không có có một bất kỳ một cái dự phòng không có bất kỳ một cái uh, an toàn về cho bản thân cho các đội dự án hết đó dẫn tới là nhiều khi planning rất là sát rất là rush dẫn tới là tối ngày đi ot tối ngày đi năn nỉ khách hàng rồi gia hạn vân vân tiếp theo đó là bản thân các rất nhiều người ở việt nam không hiểu rõ mô hình thì thật ra cái vấn đề không phải họ không chịu học mà thực sự là do tiếng Anh. Hầu như là tiếng Anh nhưng mà sao chúng ta hiểu. Rồi cuối cùng á, dù planning đi cỡ nào đi chăng nữa, dù làm bất kỳ một cái gì đi nữa, hoặc dù nắm mô hình cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt qua được. Nhất hậu vệ, nhì quan hệ và tam thiện tệ. Dự án đó là của sếp bự, dự án đó là của chủ tịch, dự án đó là của này kia, làm cho lẹ cho xong. Cho dù có làm dự án như thế nào chăng nữa, có làm bất kỳ một cái gì đi chăng nữa thì thứ nhất hoàn thành dự án là quan trọng cái thứ hai các bạn có giỏi ưu tiên thứ tự ưu tiên đặt thứ tự ưu tiên abc gì cỡ nào dân nữa có kỳ kèo cỡ nào dân nữa thì cũng không thể nào vượt qua được nhất hậu dễ nhì quan hệ tam thì quay lại cái việc là sau khi chúng ta nắm được cái phần làm dự án rồi đầu tiên là các giai đoạn làm việc của một bạn làm ba trong một cái chuỗi làm việc về mặt phần mềm á trong một cái software development thì các bạn có bốn giai đoạn chính giai đoạn đầu tiên gọi là business analysis tức là phân tích nghiệp vụ thứ hai là logic analysis tức là phân tích nghiệp vụ đó thì chúng ta có những cái logic nào cái sự phối hợp giữa người với người giữa máy với máy giữa này kia nó có logic hay không nó có hợp lý hay không tại sao phải phân tích logic tại vì nói tới lập trình nói tới này kia nó chúng ta là toán đúng không ạ à? lập trình là toán à dẫn tới mà bạn muốn làm toán tốt thì bạn phải có logic tốt giữa cái giai đoạn business analysis và giai đoạn system analysis tức là chuyển đổi từ cái nghiệp vụ lên hệ thống thì chúng ta phải có cái logic để mà chúng ta chỉnh sửa phát triển từ cái, cái nghiệp vụ thực tế từ cái thế giới thật lên cái thế giới ảo mà chúng ta không có logic có nhiều khi nó không có hợp lý về mặt toán học dẫn tới là nhiều khi không thể nào lên được cái phần mềm và cái khâu cuối cùng đó là UI UX là chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải Nói tới phần mềm nó tới app nó tới website vân nó đều phải có giao diện cho dù một cái hệ thống server một cái hệ thống mạng gì đi chăng nữa cũng phải có giao diện rồi các bạn không có giao diện thì không thể nào mà chúng ta có thể thực hiện được bất kỳ một cái gì hết cho dù giao diện ít hay nhiều giao diện có đồ họa hay là chỉ mang tính dòng lệnh vân thì tất cả đều có giao diện và tương ứng với giao diện thì chúng ta sẽ cũng sẽ có trải nghiệm người dùng người dùng sử dụng dễ dàng hay không có tiện lợi hay không có nhanh hay không có nhầm lẫn hay không, không, không rất là nhiều yếu tố khác chúng ta đi sâu hơn vào từng cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn business analysis thì nói tới business thì chúng ta phải nói tới thế giới thật nói tới business sẽ là con người làm như thế nào con người tương tác với máy móc con người tương tác với con người ờ, máy móc với máy móc trang thiết bị nó sẽ tương tác với nhau như thế nào trong thế giới thật mình nhấn mạnh trong thế giới thật chúng ta đừng quan tâm gì cái thế giới số ở đây hết và nói tới business chúng ta sẽ nói tới yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng nhấn mạnh yêu cầu chức năng và yêu cầu về phi chức năng nhớ cái chữ yêu cầu đó và cuối cùng cho dù chúng ta phân tích như thế nào chúng ta cũng phải đảm bảo rõ ràng một cái value trọn vẹn và cũng như đảm bảo một cái customer journey một cái app journey một cái web journey vân vân một cái journey một cái hành trình hoàn chỉnh Chứ các bạn đừng có list, chỉ biết list, list, list ra. Trong các clip tiếp theo, mình sẽ nói sâu hơn về những cái này. Đây là một cái thói quen rất dở của các bạn BA, BI, đặc biệt là các bạn BA xuất thân từ đép, quốc thân từ QA, QC. Các bạn rất là kiểu làm list gạch đầu dòng, các bạn làm việc không? Liệt kê. Mình hay gọi là phương pháp liệt kê. Mà các bạn không hoàn thành, không hoàn chỉnh một cái journey. Dẫn tới là nhiều khi cái sản phẩm release của bạn tùm lum planning của các bạn cũng không rõ ràng như cái gì ra một cái gì cả chấp vá đủ trò trên trời đất rồi tiếp theo nó tới logic analysis chúng ta sẽ nói tới sự kết hợp giữa con người với con người con người với máy móc máy móc thiết bị với nhau thì sự kết hợp này nó như thế nào kết nối ra sao quy trình thứ tự lớp lan như thế nào Thứ hai là sự đa chiều, chúng ta phải coi rất là nhiều overview, rất là nhiều thứ, coi nó có hợp lý hay không, nó có vấn đề hay không. Những cái yếu tố tác động xung quanh, ví dụ yếu tố về mặt pháp luật, yếu tố về mặt trang thiết bị, yếu tố về mặt môi trường, yếu tố về mặt quy định chính sách. Và cuối cùng là cũng khá là quan trọng đó là chúng ta phải có những một cái gì đó nó mang tính trải nghiệm thực tế, nó sâu sát, nó phù hợp với người dùng. Phân tích hệ thống, phân tích hệ thống tức là chúng ta chuyển đổi từ thế giới thực sang thế giới số tức là chúng ta đi vào cái máy vi tính lúc đó thì ở ngoài thế giới thật á nó chỉ, chỉ đóng là vai trò tác nhân thôi tác nhân tiếng anh chúng ta hay gọi là actor tác nhân là ra lệnh cho một cái máy tính hay là một cái gì đó làm việc thì các bạn cũng thấy là trong quá trình sử dụng máy móc thì bản thân chúng ta ngoài đời chúng ta chỉ là sao chúng ta ra lệnh chúng ta yêu cầu cái thiết bị làm cái gì thôi còn cái cái trang thiết bị ở trong cái dụ các bạn xài ví điện tử đi các bạn nhập sau khi các bạn nhập liệu thông tin các bạn yêu cầu thanh toán xong thì nó chạy như thế nào và đâu biết đâu thì cái những cái chạy đó nó là ở trong system thì chúng ta mô tả cái chạy ở trong đó đó còn cái việc mà các bạn bấm nút bấm gì ở ngoài đó là chuyện là business analysis, nó không phải thuộc khâu này. Chúng ta phải phân biệt rất rõ giữa business và system. Rồi, có một cái tip cho các bạn, đó là nhớ quy luật input, process và output. Bạn nào đã học máy tính ở trường phổ thông rồi thì các bạn luôn thấy có gì? Có trang thiết bị, nhập liệu thông tin, input thông tin, input lệnh, input yêu cầu. Rồi process là gì? Máy tính nó xử lý, chúng ta hay gọi là CPU đúng không ạ? Central Processing Unit, đơn vị xử lý trung tâm. Thì các bạn thấy nói tới hệ thống chúng ta nói tới việc xử lý thông tin, xử lý dữ liệu và cuối cùng output tức là đầu ra hiển thị là cái gì. Thì tất cả các bạn thấy là tất cả mọi thứ nó về system chúng ta sẽ nói tới ba cái thuật ngữ này: input, process và output và cuối cùng là khâu UI UX thì BA về UI UX đó, thì thật sự phải còi đòi hỏi những bạn BA mà có cái background tốt hoặc là có năng khiếu tốt về design thì mới làm được chứ còn bình thường technical quá làm UI UX xấu quắc hoặc là cũng rất là dở không biết làm luôn thì nói tới UI UX chúng ta sẽ nói tới giao diện chúng ta nói tới trải nghiệm người dùng rồi mà chúng như chúng ta phải đồng bộ giữa cái giao diện với cái trải nghiệm đó với cái hệ thống để mà đảm bảo được là uh, giao diện đẹp mượt mà và cũng như các cái thao tác hệ thống nó cũng phải đồng bộ với nhau một cách rõ ràng chứ không không nói gà bà nói dịch uh, ông chạy A bà chạy B là cũng như không UI UX rất đẹp rất ok nhưng mà nó không đồng bộ với hệ thống cũng rất là gây ra lỗi cuối cùng cũng tạo thành một UX tệ rồi thì mình tóm lại một số cái yếu tố thành công đó là đầu tiên á, để làm một ATBA tốt cái việc đầu tiên khi mà các bạn làm bất kỳ một dự án nào chúng ta phải xác định được cái cốt lõi của dự án đó ví dụ như là chúng ta thấy là uh, chúng ta làm về một cái dự án liên quan tới uh, khách hàng liên quan tới một cái hệ thống quy trình liên quan tới một cái sản phẩm đặc thù nào đó thì chúng ta phải xác định rõ cái cốt lõi cuộc hàng hay không sản phẩm đặc thù hay không yếu tố cốt lõi là cái gì là cái yếu tố cốt lõi này rất là quan trọng khi mà chúng ta phát triển dự án các bạn không xác định rõ yếu tố cốt lõi đó, thì các bạn sẽ đi vào một cái vết xe đó. xấu các bạn sẽ đi vào một cái sai lầm đó là các bạn sẽ làm sản phẩm phần mềm nó theo tính chấp vá, thấy gì làm nấy, liệt kê, nó không có tính đồng bộ, nó không có tính kế thừa. Thứ hai là thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên các bạn phải xác định rõ là cái nào trước, cái nào sau và thứ tự ưu tiên này cũng phải xác định dựa trên một cái journey hoàn chỉnh. Và cuối cùng làm việc gì cũng phải phân biệt giữa business và system. Các bạn không phân biệt được các bạn sẽ không mô tả được, không phân tích được rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ không vẽ vời diagram được các bạn thấy diagram vẽ khó là do các bạn không phân biệt được giữa business và system ok kết thúc video clip này mình nhấn mạnh các bạn một điều hãy nhớ phân biệt giữa business và system hoàn thành trọn vẹn một journey đó là những yếu tố giúp cho các bạn thành công trong con đường itba trong các video clip tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về sâu hơn về những kiến thức kỹ năng về itba nhé xin chào các bạn